Chiều muộn rồi cả nhà, chiều muộn mà vẫn còn khán giả đến để thắp hương cho cậu Năm nha cả nhà. Này không có phải YouTube nè cô. Không phải YouTube hả? Dạ. Không YouTube cũng đưa lên mạng cũng được, chứ không phải cần phải YouTube mới đưa lên mạng. Mình cứ đưa cái những gì chân thật lên là được thôi. Cái gì đâu sai. Rồi, cảm ơn cô nha. Wow, thì bữa nay sao đông vậy? Quá trời đông luôn. Trời ơi. Có cái mộ mà lau nhiều người lau mộ quá. Lau cái này không lon lên là hết hết việc để lau rồi. Trắng cả tôi luôn trời ơi. Trắng hơn anh luôn chứ cỡ anh gì. Dạ hồi thành con hạt đen luôn á ông ơi. Cái camera sau lưng kìa. Đứng che nó. Mấy cái đất đông giờ đó. Tôi đây mà nó đuổi tôi. Nãy giờ rồi đó. Dạ trên kênh mấy anh em nha. Ừ. Dạ trên kênh của Ngọc Nhi nha. Bảy cái này là người mẫu. Tối thu vô nó ăn. Ủa em cho anh hỏi em tên gì? Em tên Khải My. Tên My phải không? Em cao 2 mét không? 8 mét. Mét 8 hả? Ồ mét 8 cao quá. Trả lời là đủ cao hơn anh được rồi. Ai mà xéo khác như anh điên vậy? Chỉ có anh Bin Vlog mới xéo sắc thôi chứ ai xéo sắc như anh. Quẹt của cậu nhiều quá ha. Anh đứng lên che cái máy này. À. Sorry. Trời ơi đây camera nhiều quá. Thôi bây giờ nói chung ra là mình lại hộ cậu là bích hết luôn nha cô chú chị. Quá đông luôn cả nhà ơi. Chú đèn. Bao lâu rồi mọi người mới thấy là Bin bốn anh em vô đây. Ngày mai chắc mưa á. Sao? Ngày mai chắc mưa á, Bin bữa nay vô chùi chân lư rồi nè. Rồi ok. Giờ tới tôi quay cái video coi. Xin của anh là khám phá cùng Quy. Mấy anh đi đừng có đứng sau lưng nha. Trong vòng kính chào quý. Rồi còn đây là Phương nè. Phương đâu? Đây, đó. Có người chia đâu? Tay chân để làm. Rồi giờ nói chung nha anh em mình vào buổi chiều thì hơi tắt nọ tại mộ cộng đồng Dương Linh hơi bệnh viện chút xíu thôi. Ra về sáng ngày mai là bắt đầu chiều mình đây là năm giờ. Đây đông lắm, bên đây là ngày gì em biết không? Sao ai cũng lao lao chùi chùi có mình tôi đứng quay không vậy ta? Nói vậy chứ mình vô chùi nữa lao chùi nữa là mất việc của người ta phải không? Mất việc của anh em hết. Bậy đây cầm cho vô lao đây. Thôi thôi được rồi. Thành vỏ đây tôi cầm tôi quay cho ông. Thôi được rồi. Mình vô cái anh em mất công việc hết nữa. Sao mất đâu mất. Tội nghiệp anh em không? Vô là nhiều người vô anh em khỏe mà cái một bia chưa lao rồi. Dạ. Trời ơi, tôi cay hả? Trời ơi, tôi cay đó kìa. Trời ơi. Bin Vlog ngờ ngoan dễ sợ ngoan. Đây là biệt danh là ảnh là tên gì thì thôi, không có nói trên clip đâu. Nói chỉ tội nghiệp ảnh. Mong sao mai đừng mưa nha. Anh Ngọc hồi nãy anh lau xong giờ anh quét xong giờ anh lau luôn kìa. Thì nói chung ra là Ngọc đây thì chịu trách nhiệm là quét lao. Còn những anh em khác là làm cái khác. Bệnh gì? Cô tưới hết, cô hận của ông cái gì? Mấy cô chú còn nhớ cái hồi cách đây khoảng 4 năm trước không? Sao? Lúc không sớm mà lúc của mình em làm hoa. Ai? Em nói mà cô nói em chưa về. Chỉ có chuyện của em biết phụ một câu thôi mà nó cũng mặt em. Ủa cái thùng nước nó bắt tiêu rồi ta? Thùng nước ai làm luôn? Đây nè. Mấy cô coi clip em quay đi. Em về em bưng ho ra hết em làm lúc mà thời kỳ mà còn làm cũ cô chú. Mấy anh em vui vẻ làm gì? Thấy em vui vẻ vui không?
Nó nói chung ra là hôm nay là anh em thì cũng hôm nay là cũng giờ gần cả ngày đặc biệt cậu rồi nên là anh em mình tập trung vô đây. Em đúng rồi, em đi sớm mà. Đúng không? Đây nè. Lấy cái đít ra ngay chân cái máy của mình. Chưa cái đó máy đó thì bây giờ đi chỗ nào cũng có máy hết trơn á. Pin nó sớm thiệt mà vô sớm cái không ai trên chạy ra là. Bỏ chiều này ban ngày thì mấy anh đi đâu mấy anh đi nha, buổi chiều này mấy anh đi mấy anh phải cẩn thận nha. Có bữa anh vô sớm nói Minh ơi vô tới chưa, anh vô rồi nè mà không có ai chạy ra rồi. Gì kỳ vậy Minh? Trời ơi, vậy sao không buồn? Buồn hả? Buồn hay là sợ ma? Cái bữa bị cậu cho thấy rồi. Sợ ma chứ buồn gì, buồn gì. Gì đâu mà anh Minh này bên chạy hòm kỳ quá anh Minh ơi. Thứ ba vậy giờ em cứ tạm thời cho anh em mượn bay ba phút đi, 3 phút thôi. Kiếm gì cô? Hả? Mã Thanh Kim Huệ hả? Có một cô đi kiếm Mã Thanh Kim Huệ cả nha. Thấy sao cô? Ủa hổm dậm tan nát hả chứ? Rồi không biết nó chui đâu mất cuối cùng mất tiêu luôn. Rồi giờ hẹn lên nữa đúng không? Còn ông thợ hút mấy đừng có chụp hình tôi mà. Còn ông thanh chi sang làm đâu? Bà kiếm mộ mà tưởng đâu bà đi kiếm báo hoạt á. Vũ Linh đánh dài cái tù mình giờ chứ rồi mình không đi gì à. Chiều tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh quá xôn xao cả nhà ơi. Rất là vui luôn quý vị, trời ơi thiệt luôn, như là quá trời đông rồi anh em. Nhớ ngại luôn. Họp về mộ cậu quá trời rồi. Như là không phải là riêng mộ cậu mà tất cả các mộ phần lưa khác luôn. Anh em mình đều tập trung hết chứ không phải là riêng cho mộ cậu. Lau nhẹ nhẹ chốc đá hết Ngọc ơi. Lau sạch đi chứ chốc đá. Chốc đá á. Chốc màu luôn á. Lau hết rồi chú. Một cây làm chẳng nên non mà một cây 100 cây dụng lại lên hồ núi cao. Dụng chi 100 cây chứ. Thôi giờ mình hết nghe cho nhưng mà đặc biệt là thấy Miêu rất là buồn, biết Miêu bị bệnh gì không? Nó thất tình chứ Miêu trở lại đó, Miêu đang bệnh đó Miêu. Tôi đang bệnh trong hả? Nó đang bị cảm. Cảm không? Bị cảm. Bị cảm. Hầu nó lại anh cho em viên thuốc cảm Miêu. Tướng tá phong độ đẹp trai mà bởi vậy đào hoa lắm. Cái dĩa, chậu dĩa. Cái này để đâu đây quý vị? Chậu dĩa. Wow. Để dưới đi, để trên đó tối nay nó lôi xuống cũng vậy. Thì hôm nay nói chung là tại mộ cậu là anh em thấy sao? Quá trời đông ha, là anh em đồng lòng. Thì cái gì nó nói cái gì đồng lòng tắt cũng đông. Nó nguyên câu là gì?